cực quang là một hiện tượng quen thuộc trên hành tinh quê hương của chúng ta, trái đất. Được biết đến nhiều hơn với tên gọi đèn phía Bắc cực quang là một quá trình khí quyển ấn tượng tuyệt đẹp xảy ra khi các hạt mang điện từ mặt trời tương tác với bầu khí quyển của trái đất. Mặt trời liên tục đẩy các hạt mang điện chẳng hạn như electron từ bầu khí quyển của nó, tạo ra gió mặt trời. Gió mặt trời di chuyển trong không gian với tốc độ rất cao, lên đến 45 triệu dặm một giờ, và đâm vào bất cứ thứ gì đi qua đường của nó. May mắn thay, trái đất có một từ trường toàn cầu bảo vệ chúng ta và tất cả các dạng sống khác khỏi những hạt năng lượng cao này. Khi gió mặt trời đến bầu khí quyển của trái đất, từ trường của nó chuyển hướng các hạt về các cực của hành tinh, nơi các hạt năng lượng cao này tương tác với bầu khí quyển của chúng ta. Do đó tạo ra những ánh sáng đẹp mà tất cả chúng ta đều thích nhìn thấy. Nhưng, bạn có biết rằng cực quang cũng có thể xảy ra trên các hành tinh khác không? Họ có thể, miễn là hành tinh có bầu khí quyển và từ trường. Sao Hỏa không có bầu khí quyển hay từ trường, nhưng cực quang đã được quan sát thấy ở đó. Cho đến nay, các nhà khoa học vẫn chưa hiểu bằng cách nào mà những cực quang này có thể tồn tại. Các nhà vật lý tại Đại học Iowa muốn hiểu cách cực quang thường xảy ra vào ban đêm ở bán cầu Nam trên sao Hỏa được hình thành như thế nào. Trong một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Nghiên cứu Địa vật lý không gian, các nhà vật lý cho rằng cực quang trên sao Hỏa được tạo ra bởi từ trường tạo ra bởi lớp vỏ của hành tinh ở các vĩ độ phía Nam. Nhóm nghiên cứu đã sử dụng hơn 200 quan sát về cực quang trên sao Hỏa do nhiệm vụ khí quyển và tiến hóa biến động của NASA thu được hay MAVEN Mission. MAVEN được phóng vào tháng 11 năm 2013, đi vào quỹ đạo của sao Hỏa để bắt đầu quan sát vào tháng 9 năm 2014. Mục tiêu của tàu vũ trụ này là khám phá tầng trên của hành tinh, tầng điện ly, và tương tác với mặt trời và gió mặt trời để khám phá sự mất mát của bầu khí quyển sao Hỏa để không gian. Sứ mệnh MAVEN cho phép các nhà khoa học nghiên cứu cực quang trên sao Hỏa lần đầu tiên. Nghiên cứu này là nghiên cứu đầu tiên xem xét cách thức cực quang xảy ra và điều kiện gió mặt trời ảnh hưởng đến cực quang trên sao Hỏa như thế nào. Nhóm nghiên cứu lưu ý rằng bên trong các vùng trường vỏ mạnh, tốc độ xuất hiện cực quang chủ yếu phụ thuộc vào định hướng của từ trường gió mặt trời, trong khi bên ngoài vùng trường vỏ mạnh, tốc độ xuất hiện phụ thuộc phần lớn vào áp suất động của gió mặt trời. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau, rất mong sự ủng hộ của các bạn, chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!